Xin em yêu coi không? Và một lần nữa mùa tôm hùm đã đến rồi mọi người ơi. Và năm ngoái Khang đã đi lặn tôm hùm nhiều lần mà đã không được cơ hội để đăng những cái video đây. Và hôm nay đặc biệt, trước khi mùa tôm hùm năm 2024 đến, Khang muốn chia sẻ với khán giả một câu chuyện, một đêm đi lặn tôm hùm rất là huyền thoại của Khang, vì mình đã tìm được một con tôm hùm khổng lồ. Xin khán giả cùng theo Khang chương trình hôm nay nang. Mình đã tìm hiểu cách mình đã bắt được con tôm hùm khổng lồ này và mình đã làm gì với con tôm hùm này. Xin khán giả cùng theo dõi nang. Let's go. Cả nhà nang, lần nữa Khang mới ngủ dậy và bây giờ mình phải tính toán mấy cái con tôm hùm đây và mình sẽ làm gì. Trước khi mình nói chung là còn hôm nay hơi bận. Đầu tiên, nếu mà mình không có cơ hội tính toán những con tôm hùm này liền thì mình nên bỏ vô tủ lạnh cho nó ngủ nè. Một lần nữa con này, Khang nghĩ chắc là con này bự lắm nè. Khang nghĩ chắc con này là cũng khoảng 10 pound. No. Con này Khang nghĩ cũng ít nhất là 5 pound nè. Con này ít nhất 5 pound. Con này là 1 pound, 1 pound rưỡi. Các con kia nó cũng hơi nhiều á. Và bây giờ trước hết là mình phải bỏ vô cái bao nè, để Khang bỏ vô tủ lạnh. Chứ không thôi là sau một ngày là những con tôm mình nó sẽ chết. Mà nó chết đi thì thịt nó không còn ngon nữa. Mà mình không có tủ lạnh mà lớn như để bỏ hết những con tôm hùm này. Ok, bây giờ Khang sẽ bỏ vô bao. Và sau đó mình sẽ làm gì thì mình sẽ tính sau. Sẽ bỏ vô tủ lạnh, bỏ bao và bỏ tủ lạnh. Worst is you have something and we're just gonna consume it. It's true. 6.5 pounds, right? 6.5 pounds. See in a year, see how heavy it will be. If we can live in a year. Oops. Yeah, we're done. 18,000 pounds. Okay. 3.5. 3.5. Okay, everyone. I've decided to raise the biggest lobster I ever caught in a pot with a lot of boiling water because it couldn't survive. Oh, sad. Và đó, xin khán giả mình hãy lui lại một câu chuyện một chút nang. Cách nào mình đã bắt được con tôm hùm khổng lồ như thế này nang? Và bây giờ mình lui câu chuyện một chút. Let's rewind. Ok, mọi người nang. Thì nói chung mà Khang đã chuẩn bị rồi nè. Đi lặn mình cũng không sợ lạnh là tại vì cái áo nó là 5mm. Là rất là cứng, nhưng mà khổ là nó dày quá, nhiều lần nó ép vô người mình, nó khổ, nó mệt. Mình xuống nước liền thì ok, nhưng mà mình mang trên bờ nó rất là cảm thấy khó chịu, nhưng mà nó lại giữ mình ấm thôi. Nhiều lần Khang cũng thích mang cái 3mm thì nó nhẹ nhàng hơn. Thì tối hôm nay như là mỗi buổi tối, Khang đi lặn cùng với một người bạn, một người hàng xóm. Đặc biệt hôm nay thì Khang sẽ gọi là skin diving, là mình chỉ dùng snorkel mình lặn thôi. Nhưng mà người hàng xóm của Khang, anh ta sẽ dùng scuba dive. Thì nó sẽ khác biệt với skin diving ra bằng cách nào không? Kết quả thì ra sao? Xin khán giả nhớ coi hết cái video này nè. Thì mấy khi đi lặn thì dĩ nhiên là mình lặn xuống bình thường. Mà tối hôm nay đặc biệt nước rất là trong, cho nên mọi người đang thấy cũng có thể thấy rất là rõ những chuyện gì đã xảy ra ở dưới đây. Thường cái nơi đầu tiên mình sẽ tìm kiếm đó là cái nơi cỏ ở dưới biển nè mọi người. Thường cái đến giờ này con tôm hùm nó hay ra đây, nó chui vào đó, nó tìm thức ăn. Và tối hôm nay mình thấy có rất nhiều cá cơm nè, anchovy, bơi rất là nhiều. Có nghĩa là mình có thể có những loại con cá lớn nó bơi vòng quanh. Nhưng mà đặc biệt tối hôm nay mình không có muốn bắn cá nè, mình không bắt cá, mình chỉ bắt tôm hùm mà thôi.
Có nhiều lần mình sẽ tìm thấy những cái hang hay là ổ tôm hùm nè mọi người. Trong này sẽ có rất là nhiều con tôm hùm. Nhưng mà cái hang này thì nó rất là nhỏ, cho nên mình sẽ nhìn thôi và mình sẽ bước đi đến cái hang kế tiếp, hay là mình tìm những cái con tôm hùm lớn đặc biệt cho tối hôm nay. Dĩ nhiên tôm hùm không có phải chỉ ở trong hang thôi, nhưng mà đặc biệt khi đang đêm nó sẽ ra ngoài, nó ăn, nó kiếm thức ăn. Cho nên mình có thể tìm những con tôm hùm trong những cái rong biển. Tại vì loại tôm hùm là loại gọi là nocturnal animal, nó đi ra ngoài ban đêm để kiếm ăn. Nếu mà mình muốn bắt tôm hùm thì nói chung khi mình lặn xuống mình sẽ thấy rất là nhiều tôm hùm. Nhưng mà theo luật mình phải bắt đúng cái size nè mọi người, là cái đồ đo phải đúng cỡ. Như là Khang đã nói thêm về những cái cách đo tôm hùm, những cái video cũ của Khang. Nếu khán giả nào chưa xem xin hãy lên tiếp tục trên chương trình trên Delo Sài Gòn TV hay là trên YouTube riêng của Khang, Khang đi lang thang và xem những video cũ đó. Và hôm nay đặc biệt mình sẽ kiếm con tôm hùm huyền thoại nhất của mùa tôm hùm này nè khán giả. Mình sẽ kiếm được không? Xin khán giả cùng tiếp tục theo dõi nè. Khán giả cũng thấy nè, tôm hùm nhỏ thì rất là nhiều nhưng mà con tôm hùm lớn thì rất là ít. Vì mình đi những cái nơi mà gọi là người nào tới cũng được hết, mình không có một cái tàu để mình đi ra xa, cho nên thường thường tôm hùm nhỏ nhiều hơn. Nhưng mà hôm nay mình có bắt được tôm hùm lớn không? Oh no, và khúc này Khang gần bắt được một con tôm hùm lớn nhưng mà tay mình lúc này còn yếu quá, mình chưa có gọi là warm up, cho nên mình đã hụt cái con tôm hùm lớn đó. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục coi còn con tôm hùm lớn nào nữa không. Một lần nữa mình thấy cái hang tôm hùm mọi người, là từ lớn đến nhỏ đều chui vào đây. Nhưng mà đặc biệt với khán giả đang có để ý đó, thì những cái con nhỏ thì nó xăm nằm ở ngoài, mà những con tôm hùm lớn nó khôn lắm, nó lại chui ở trong rất là sâu ở trâu. Cứ như là dùng những con tôm hùm nhỏ là một cái tường để che đỡ cho những con tôm hùm lớn. Và cái nhiều lần mình sẽ hên, mình sẽ có đến cái lúc một cái chỗ mình sẽ thấy những con tôm hùm nó walk around, nó là đi vòng quanh, như gọi là tôm hùm đi bộ, như là gà đi bộ đó khán giả. Và mình chỉ cần lặn xuống mình tìm con nào lớn thì mình sẽ lụm thôi. Nhưng mà cái này ít khi lắm khán giả, lâu lâu mới thấy nè. Ok, mình đi lặn bắt đầu ban đêm và bây giờ mặt trời cũng đã bắt đầu lên thành buổi sáng rồi mọi người. Thì mình sẽ đi vào và mình để cho một khán giả được xem những con tôm hùm mình đã bắt. Và đặc biệt có một con tôm hùm Khang không có quay được, nhưng mà gọi là tôm hùm huyền thoại mà Khang đã trong cuộc đời bị bắt tôm hùm, Khang mới tìm ra được đó khán giả. Và mình sẽ làm gì với những con tôm hùm này? Xin khán giả cùng xem phần video kế tiếp. We'll be right back.
they go completely in and you'll be like, where's the exit? Thì mình nhắc nhở lúc nào mình cũng phải là đo tôm hùm trước trước khi mình đi lên bờ. Và đặc biệt tối hôm nay Khang đã bắt được 6 con tôm hùm. Nhưng mà không phải con nào cũng giống như những năm những buổi khác. Vì có một con tôm hùm huyền thoại mà Khang sẽ cho quý khán giả được xem nàng. Nhớ tiếp tục coi video này nàng. Kilograms, hang on. Oh-ho. Oh, first I like 2 pounds. 6.5 pounds. 6.5 pounds. 6.5 pounds. Nice. Wow. That right there is a nice lobster. Yeah. Here. Sau khi Khang tìm hiểu rằng cứ mỗi 7 năm thì con tôm hùm nó sẽ thành 1 pound. Có nghĩa là con này cũng gần 30 mấy tuổi, đúng khán giả? Mình cảm thấy cũng hơi uổng và tội nó. Nhưng mà mình cũng không muốn thả, mình cũng muốn tìm cách, chắc mình sẽ nuôi nó nè. Để coi nó càng lớn lên được bao nhiêu nữa. 6.5 pounds, right? 6.5 pounds. See in a year, see how many pounds, maybe it will be living in there. Thì ba thì muốn nuôi, nhưng mà mấy đứa nhỏ nó muốn pet cái con tôm hùm này. Cho nên giờ đến giờ mình sẽ cho nó pet cái con tôm hùm nè. Và Khang cũng có giờ mà để dạy cho nó biết con tôm hùm đực hay con tôm hùm cái nè mọi người. Không biết có người nào biết con tôm hùm đực, con hùm cái không? Nếu mà muốn thì khán giả coi những cái video cũ của Khang trên đài truyền hình Little Sài Gòn TV hay là trong cái YouTube riêng của Khang là Khang đi lang thang nè mọi người. Mình phải dở cái đuôi nó lên ăn thì mình sẽ biết đực hay cái. Và vỗ tay nè mọi người, đây là con tôm hùm 6.5 pound của Khang đã bắt được tối hôm nay. Rất là lớn nè mọi người, nó rất là mạnh nè. Con tôm hùm này mình phải bắt bằng hai tay mới được. Mọi khán giả thấy không? Cái tay Khang và cái đầu nó, cái size sẽ biết khác cái việc liền. 6 pound rưỡi, 7 năm nó sẽ thành 1 pound thì cái này nó cũng cỡ 30 mấy tuổi. Cũng già năng bắt bằng tuổi Khang. Nên vì đó mình cảm thấy tội, mình cũng muốn tiếp tục nuôi nó để coi cách mà ai sẽ nhận nuôi không. Và một điều thú vị nè mọi người, con tôm hùm này là con tôm hùm đực. Con tôm hùm đực thường thường nó sẽ nhỏ hơn con tôm hùm cái. Cho nên mình khó kiếm được những con tôm hùm đực mà nó lớn như kiểu này. Và đặc biệt cái nơi mà Khang đi lặn, rất là nhiều người có thể đến được. Mình có cơ hội để nuôi nó được không? Kính thưa khán giả nè, sau khi mình khúc đầu á, là Khang định đem cái con tôm hùm này tìm cách mình bơm hơi cho nó nuôi nó. Nhưng mà nay nó sống cũng không kịp rồi. Cũng lỗi Khang. Tại vì cái ý định của mình á, là mình sẽ tìm cách một cái hồ lớn cho nó. Tại vì nói chung là nó cũng lớn tuổi đó. Mình tìm cách nuôi nó, mình giữ nó coi sống được không. Nhưng mà cũng không kịp. Và bây giờ nó cũng muốn nó ngậm rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ bỏ lên mình luộc thôi. Tại vì tôm hùm mà nó chết và càng lâu thì nó sẽ thịt nó không còn ngon. Bây giờ nó không mu hết nữa rồi. Thì bây giờ mình sẽ luộc nó. Ok.
này nói chung mà Khang cũng cảm thấy nó hơi uổng nè. Thì một lần nữa, khúc đầu con tôm hùm 6,5 pound của Khang là Khang định là không có ăn nó. Khang định là đưa cho một cái bà giáo ở trường học Western Sea 2, bà dạy về Marine Biology. Bà sẽ giúp nuôi, nhưng mà đem tới thì cái hồ của bà thì nó không có rộng lắm, cho nên bà đã không nhận được con tôm hùm này. Thì Khang cũng có gọi đến Aquarium Pacific, những cái nơi mà có cái hồ lớn của họ có muốn nhận không, nhưng mà không có ai trả lời hết. Thì cuối cùng Khang để bỏ trong lớp học của Khang. Khang sẽ bệnh bỏ trong lớp học của Khang và Khang sẽ bơm hơi cho nó, nhưng mà phải đi ra lấy thêm nước biển nữa. Bây giờ khúc đầu Khang nói như lại nãy nữa, khúc đầu thì nói chung cái này Khang nói thiệt nên chắc nhiều người sẽ coi này sẽ nói và chắc là nói xạo, nhưng mà Khang là định là sẽ giữ con tôm hùm này, tìm một chỗ nào cho nó nuôi để coi nó lớn được bao nhiêu nữa. Nhưng mà sau qua một đêm thì khúc đầu là Khang contact một người giáo dạy ở Western Sea 2, bà dạy về marine, về động vật biển. Thì bà có đến cái hồ nước mặn, nhưng mà đem tới thì bà lại nói là nó không có dừa, con tôm hùm này lớn quá đi. Tại Khang cũng thấy uổng, nó là 6 pound mấy mà 5 tới 7 năm rồi mới lên 1 pound thì nghĩa là cũng 30 mấy tuổi rồi. Thì Khang mới định là ok, Khang gọi Aquarium Pacific và không có ai bắt phone, không ai nhắn được tại nó weekend. Thì Khang định là ok, thì Khang sẽ tự đem một cái thùng lớn để Khang nuôi trong lớp, Khang sẽ bơm hơi nó vào cho nó sống đầy đủ. Khang nghĩ là nó có thể sống trong cái thùng này trong một ngày, Khang cũng biết là không lâu được đâu. Nhưng mà bữa nay mở ra thì nó bị ngụm mất rồi. Và bây giờ mình chỉ không có cách nữa là mình phải luộc lên liền, là tại vì những cái loại tôm hùm này mà nó mà chết lâu quá thì từ từ cái thịt nó sẽ bị hư đi. Cho nên mình cũng thấy uổng đúng không? 6 pound mấy mà tôm hùm bây giờ là 30 đồng 1 pound bình thường spiny lobster nè. Những cái tôm hùm spiny lobster là 30 đồng 1 pound bình thường. Thì bây giờ Khang phải luộc thôi, cũng chịu thôi. Mình cũng có cái ý tốt, mình muốn nuôi nó cho nó sống hơn nữa. Chắc nhiều người đang nghĩ rằng cho Khang chắc là nói xạo thôi, cũng được, không sao. Thì cái đó là cái khúc đầu là khẳng định là gì đó. Còn con cái tôm hùm lớn kia thì Khang cũng sẽ ăn, thì các Khang bỏ tủ lạnh rồi cho nó đi ngủ. Bây giờ mình sẽ làm việc con tôm hùm này thôi. Nó là một lần nữa 6,5 pound nè mọi người. Tôm hùm spiny lobster mình sẽ bỏ vào mình luộc thôi, để coi thịt nó còn ngon không. Mình luộc càng sớm thì càng tốt, chứ không thôi thịt nó hư. Ok, cái đó là cái uổng quá. Mình định cho nó sống được càng lâu hơn nữa, và cuối cùng mình phải chịu thua thôi. Để Khang rửa nó một chút nè. Thì mình thấy là nó bị chết là ha, cái này nó bị nổi ra nè. Thì bây giờ mình rửa càng sớm càng tốt, thì mình bỏ vô nồi mình luộc thôi khán giả, và sau đó mình ăn thôi, chịu thua thôi. Wow, đuôi bự không, tay Khang nè mọi người. Cái này là con tôm hùm lớn nhất Khang bắt được, như là một con tôm hùm vua vậy. Nhưng mà cái loại này là không phải là lớn nhất đâu nè, còn nhiều loại tôm hùm khác nữa. Còn nhiều con trong biển nó còn lớn hơn này nữa. Này mình chùi cho cái rong nó hết, rồi sau đó mình luộc, rồi mình ăn chấm mắm tiêu thôi. Càng thích ăn tôm hùm đó nhất là luộc hay là nướng, không có bỏ thêm gia vị gì hết, tại vì như lần gia vị nó sẽ làm không ngon đi. Cái này thì Khang sẽ chà nó một chút cho nó sạch sẽ một chút. Mình chịu thua thôi, ý mình ý tốt, ai thì muốn nghỉ thì cứ nghỉ, nhưng mà mình phải chịu thua. Mình không có thể nào
cái nhiều người chắc cũng sẽ nói khang tại sao nếu mà muốn nuôi gì sao không thả nó lại đi. Thì một phần nữa là mình bắt tôm hùm mà mình đâu phải lúc nào mình cũng thả đâu. Nhưng mà kỳ này mình bắt con tôm hùm nhiều loại tôm hùm lớn. Thấy không? Một con tôm hùm khổng lồ. Nhiều cái râu nữa nè. Tôm hùm nào mà có râu chưa? Miệng nữa nè. Rồi cái antenna của nó dài lắm nè mọi người. Ok. Alright. Vậy giờ mình sẽ bỏ vô luộc nè. Luộc liền không thôi là nó sẽ hư, càng lâu thì nó sẽ bị hư. Một lần cuối nè mọi người. Ôi da. Trời khúc đầu mình để làm là video để coi cái cũng mới vui là coi mình nuôi con tôm hùm này được bao lâu nè, mà đúng là mình không có kinh nghiệm, bây giờ mình phải đổi ý đề khác là bây giờ mình sẽ có một cái phần video khác đi, mình không có còn khúc đầu á, khúc đầu là khẳng định là làm cái video mà cách mà mình nuôi tôm hùm, coi mình giữ nó được bao lâu. Khang cũng có research về tìm cách giữ cái nước biển bơm hơi rồi hết. Một cái thùng lớn nữa. Tại vì Khang cũng định là đưa cho một người nào nuôi nhưng mà không có ai muốn nhận hết. Khang này không muốn thả đúng không? Một là mình bỏ công mình bắt. Một là mình ăn hay là mình ráng mình tìm cách mình nuôi. Nhưng mà bây giờ chắc mình sẽ phải đổi ý thôi. Đổi cái tiết mục khác là ăn con tôm hùm 6.5 pound ra sao. Xin khán giả tiếp tục theo dõi nè. Mình sẽ ăn luộc. Ăn ra sao? Có ngon không? Mà nhất là tôm hùm này nó mới bị ngập hơi. Khang nghĩ chắc ngập hơi. Tại cái thùng này nó nhỏ quá đi. Ok. Hôm nay thì nói chung là Khang bỏ thời gian ra khẳng định là chạy xuống biển múc thùng nước thêm nước biển nữa đem về bơm hơi vào mà cũng lỗi mình không ngờ rằng cái con tôm hùm nó không có sống được lâu cái gì trước khi mình làm thịt nó hay là nấu đó thì mình nên cho nó ngủ đi nó ít gọi là Khang nói là ít cruelty hơn ít ác hơn. Nhưng mà Khang không ngờ tôm hùm này nó chắc nó chịu không nổi. Mình cũng nghĩ nó lớn rồi. Bây giờ mình đang chờ thôi, Khang mới đang đi về học. Mình phải luộc liền, Khang chỉ sợ cái thịt nó sẽ không ngon. Và ăn cái thịt sẽ ra sao. Con tôm hùm 6.5 pound, có 30 tuổi. Thì nó ăn ra sao khán giả Nam. Khán giả cùng theo dõi. Okay. Chắc thêm một vài phút nữa cho nó chín hết. Này không biết chín chưa nữa tại con này nó lớn lắm mọi người phải nghe nói em coi cái mắt nó. Chắc cho thêm một vài phút nữa đi ha. Mắt cong chưa chín mới ăn sống. Ôi da. Mày nóng á. Ôi da. Wow. Cầm cũng không được nữa. Ôi da. Ôi da. Ôi da. Ôi da. Ok. Và phần kế tiếp nè. Vẫn ngon bình thường. Mùi thơm của seafood đồ biển vẫn ngon bình thường nè mọi người.
Còn tôm hùm 6 pound rưỡi. Phải ăn thôi. Ăn sẽ ra sao cho khán giả. Tiếp tục coi phần kế tiếp nè. Thường mấy người Mỹ họ ăn cái đuôi, họ giục đầu hết. Nhưng mà mình là người Việt Nam ăn con tôm rất là lớn. Đầu, đuôi, chân ăn hết. Mình giữ hết. Let me see the sand, mama. Let me see the back of sand. That's gross. Nasty. No, it's kind of like Mickle. Tôm hùm thì nó ăn nhím biển, sò. Và nó ăn những cái gọi là những cái đồ gọi là thành đá. À, vì con tôm mình rất là lớn cho nên nó đã có giữ lại những cái như là sỏi đá trong người nó. Cho nên khán giả đang thấy cái bịch sỏi đá mà Khang đã lấy từ cái con tôm hùm 6.5 pound này đâu. Con tôm hùm nhỏ hơn một chút, 3.5 pound thôi ăn. Cái tôm hùm nó ngọt. Nó ngọt. Và nó lớn nữa.